có một cái yếu tố nho nhỏ mà chúng ta có thể làm. Đây là một yếu tố, một cái thông tin y khoa nhưng mà chúng ta phải hiểu một cách đúng đắn ha. Có nghĩa là người ta thấy rằng cái việc sử dụng thuốc ngừa thai có làm tăng cái ung thư vú, là bởi vì trong thuốc ngừa thai nó cũng có cái nội tiết estrogen. Tuy nhiên cái thông tin này nếu chúng ta chỉ mới nghe tới đây thôi thì chúng ta mới đi nửa con đường thôi. Là bởi vì cái việc mà tiếp xúc với lại thuốc ngừa thai thì nó làm tăng nguy cơ ung thư vú, nhưng mà nó lại giảm đi nguy cơ của ung thư buồng trứng. Đó, và nó giảm luôn cái nguy cơ của ung thư đại trực tràng. Vì vậy mà với cái việc mà tiếp xúc về nội tiết á, thì người ta thấy rằng là tính trong tổng thể những người phụ nữ cộng lại hết rồi xem xét cái yếu tố nào làm cho người ta tử vong, thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong do cái ung thư vú á, nó thấp hơn cái nguy cơ là tử vong do ung thư buồng trứng và ung thư trực tràng. Vì vậy mà cái việc sử dụng thuốc ngừa thai thì không có bị gọi là đây là một yếu tố mà khiến cho người ta quá lo sợ nữa, mà là chúng ta sử dụng thuốc ngừa thai để bảo vệ được buồng trứng khỏi ung thư vú, để bảo vệ buồng trứng khỏi ung thư buồng trứng. Nhưng mà chúng ta cũng nên tầm soát và thực hiện các cái biện pháp để phát hiện sớm ung thư vú, chứ không phải vì vậy mà chúng ta không sử dụng thuốc ngừa thai nữa. Như vậy thì đó là thêm một kiến thức rất là hữu ích dành đến cho chị em của chúng ta. Nếu như mà mình có kiến thức tốt và mình hiểu được từ đầu đến cuối vấn đề thì chúng ta sẽ có cách để mà áp dụng cũng như là phòng ngừa ung thư vú một cách hiệu quả dành đến cho chính bản thân của mình, phải không các chị em ạ? Trong cái khía cạnh này á, thì có một cái chia sẻ nữa nè, đó là những cái người phụ nữ đó, chúng ta nôm na cho dễ hiểu đi ha, không có sử dụng cái vú của mình nhiều thì là có nguy cơ ung thư vú. Đó là những người mà người ta sinh con muộn quá, hoặc là sinh con rồi nhưng mà không cho con bú, thì ở trong cái nhóm người này á, thì lại dễ có nguy cơ ung thư vú. Đây là một cái yếu tố mà sẽ tác động và khuyến khích các bà mẹ là cho con bú, bởi vì không chỉ tốt cho con mà chính đó là một cái động tác để bảo vệ mẹ nữa. Và nếu như mà mẹ, những người phụ nữ nghe cái thông tin này thì các chị em phụ nữ cũng đừng có để lớn tuổi quá rồi mới sinh con, là bởi vì sinh con mà theo như là khuyến cáo của nhà nước mình đó là ở độ tuổi 28 là vừa đẹp nhất, và trước 35 tuổi thì ngoài cái chuyện là còn tốt cho đứa con mà cũng chính là một cái cách người phụ nữ tự bảo vệ mình nữa. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc Diệp rất là nhiều bởi những chia sẻ nó vừa dễ nhớ mà cũng rất là hữu ích như vậy luôn dành đến cho chị em của chúng ta.